Xin chào các bạn, vậy là cuối cùng Apple cũng đã tự làm cái sạc không dây của chính họ và họ đặt tên cái công nghệ này là MagSafe. Ngày hôm nay mình đang có trên tay cái dock sạc MagSafe và cái ốp lưng trong suốt tương thích với cái sạc này. Cái công nghệ sạc này có gì hay và chi tiết nó như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video này nhé. Ok, đầu tiên là mình sẽ mở hộp cái sạc MagSafe này. Thì các bạn có thể thấy là Apple đóng gói hoàn toàn là bằng giấy từ cái hộp cho đến cái phần mà giữ cái lốc sạc này. Và cái việc đóng gói của họ thì cũng rất là dễ dàng mở ra, không có dán keo hay gì cả, toàn bộ là cách sắp xếp mà thôi. Nguyên siêu nguyên kiện vừa về đến tinh tế luôn. Đây là cái sạc MagSafe của chúng ta. Nó là một miếng nhôm lớn. Ở bên trong thì có vẻ như là một miếng cao su được đặt bên trong và nó làm bằng luôn. Cái hình chụp mà Apple chụp ở trên trang chủ thì giống như họ cố gắng thể hiện được chất liệu bên trong này nó khác đi, cho nên là khi mà mình nhìn hình mình có cảm giác là nó hơi nhô lên, nhưng thực ra nó không nhô nha, hay là nó có nhô lên một tí xíu xíu rất là ít. Còn lại thì nó nằm chìm hết trong cái miếng nhôm lớn như thế này. Đó, đây là đầu USB-C. Và các bạn phải lưu ý là muốn sạc không dây tối đa ra 15W bằng cái sạc MagSafe này thì các bạn phải cắm cái sợi USB-C này vào cục sạc có công suất sạc tối đa là 20W. Cần một cục sạc 20W thì mới sạc không dây được 15W. Phải lưu ý. Và độ dài sợi dây này có chiều dài khoảng 1m. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái cục sạc MagSafe này vào cái cục pin dự phòng Mophie. Cổng USB-C của Mophie này nó có đầu ra rất là lớn, lên đến 30W lận, cho nên là chắc chắn nó sẽ ra được đủ công suất cho cái sạc này. Và mình sẽ đặt lên sạc demo cho các bạn. Cái hôm mà sự kiện giới thiệu thì rất là nhiều bạn nhầm là cái iPhone này phải cần cái ốp lưng thì nó mới sạc không dây được, nhưng không phải nha. Bản thân bên trong cái mặt lưng của tất cả các iPhone 12 giới thiệu năm nay là nó đều tích hợp sẵn cái cuộn cảm biến, rồi nam châm, rồi các cái chi tiết này nọ để phục vụ cho cái sạc MagSafe rồi. Chúng ta chỉ cần đặt lên là nó sạc. Đó. Và nó sẽ hít như thế này. Cái việc mà có nam châm ở bên trong mặt lưng và cả cái nam châm ở cái cục sạc, nó sẽ giúp cho hai thiết bị này nhận lấy nhau, hít lấy nhau và cố định đúng cái vị trí mà để sạc tốt nhất. Chúng ta không phải canh chừng hay là ướm chừng giống như là các cái dock sạc khác. Đó, rất là hay, để lên nó sẽ hít như thế này. Hít cũng khá là chắc chắn. Các bạn có thể cầm như thế này, nhưng mà các bạn lắc thì chắc chắn nó sẽ rớt. Nhưng mà các bạn có thể cầm để dùng trong trường hợp các bạn muốn. Nó sẽ rất khó để rơi ra và nó sẽ xoay quanh nam châm của cái bên trong iPhone như thế này. Đây, lấy ra thì phải dùng tay để giữ cái MagSafe lại, chứ các bạn không thể nào mà lấy ra dễ dàng giống như cái Apple Watch. Cái trải nghiệm mà cái dock sạc không dây của Apple Watch nó hoàn toàn khác. Cái lực hít của Apple Watch rất là nhẹ, chúng ta có thể lấy cái đồng hồ ra chúng ta đeo liền, còn cái này thì nó cần một lực để gỡ này ra. Đó. Khi mà các bạn đặt cái iPhone lên cái sạc, trên màn hình iPhone cũng xuất hiện một tín hiệu, nó sẽ báo còn bao nhiêu phần trăm và đang sạc không dây. Cái ký hiệu này rất là quen thuộc đối với anh em xài Apple Watch. Đây là cái ốp lưng trong suốt và có giá bán lên đến 75 đô. Wow, một cái ốp lưng nhựa trong lên đến 75 đô, lần đầu tiên mình thấy luôn. Ốp này nó khác với cái ốp cao su là nó vẫn khoét cái phần đít ở dưới, còn cái ốp cao su năm nay thì nó làm tròn hẳn luôn. Phần nhựa ngoài thì không có gì nhiều để nói rồi. Chất lượng hay là cái độ trong này nọ, mình cảm giác như là cái đồ của Apple với cái đồ của các hãng phụ kiện bên thứ ba, chất lượng bây giờ rất là khó phân biệt. Nó có bị ố màu hay là bị xước nhiều hay không thì phải qua thời gian dùng mới cảm nhận được. Cái điểm khác biệt nổi bật nhất đó là cái vòng tròn MagSafe và cái đuôi MagSafe này. Đây là các cái vòng nam châm và cái cục nam châm dùng để định vị phụ kiện khi gắn thêm vào ốp. Đó, cái phần đuôi này không có tác dụng gì trong lúc sạc hết. Cái này chỉ đơn thuần là gắn, ví dụ cái ví là nó phải nằm theo chiều dọc, thì nếu như mà chỉ có cái vòng tròn này thì cái ví nó sẽ bị xoay, nó không cố định được, thì nó thêm cái phần đuôi này để nó chắc chắn là cái ví nó sẽ nằm theo chiều dọc, chỉ như vậy thôi. Một cái điều rất là đặc biệt trên cái ốp lưng mà có tích hợp cái nam châm MagSafe của Apple đó là nó không chỉ đóng vai trò hít mà nó còn có chứa đựng một lượng thông tin nhỏ. Cụ thể ở đây đó là khi các bạn gắn cái ốp màu nào vào iPhone thì iPhone nó sẽ nhận ra cái màu đó. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ thử cho bạn xem. Đây là cái ốp trong. Các bạn đặt cái iPhone sát vào là ngay lập tức nó sẽ pop ốp lên cái vòng
Vì đây là ốp trong cho nên cái vòng nó là màu trắng. Nếu như cái ốp của bạn là màu xanh thì cái vòng nó sẽ là màu xanh. Cái ốp màu đỏ nó sẽ là màu đỏ, màu cam sẽ là màu cam. Rất là hay. Các bạn sẽ tưởng tượng là trong tương lai, ví dụ như các bạn mua một cái ốp của một cái hãng nào đó, ví dụ như khắc tên chẳng hạn, nó sẽ hiện lên thông tin là da loại gì của khắc tên. Nó có thông tin mà, mình có thể đăng ký, mình mua cái nam châm hay là cái con bản mạch gì đó bên trong này nè của Apple, xong rồi mình tích hợp vào các cái bao da hay cái ốp lưng gì đó của mình để người dùng có thể nhận diện ra, cũng như là xác thực đó là đồ chính hãng, kiểu vậy. Rất là hay. Không biết là Apple có cho làm điều đó hay không. Đó, bóp ốp liền. Gắt không? Gắn cái ốp này theo Apple hướng dẫn thì các bạn phải đưa cái đầu này vào trước nè, để nó sát lên, sau đó nhấn xuống. Đó, ốp trong này thì mình chưa từng là fan của nó bao giờ hết, tại vì nó rất là bám cái vân tay, dầu tay, nhất là tay các bạn dơ. Nhưng mà nó thể hiện được cái màu sắc cũng như là cái hình dáng của cái iPhone một cách rõ ràng nhất. Rồi cái ốp trên iPhone 12 nó lộ rõ khuyết điểm ở cái chỗ là nếu như cái ốp muốn bám vào cái iPhone thì buộc nó phải làm cái thành G để giữ cái ốp với cái iPhone với nhau. Thì cái G này hiện nay nó đang cao hơn cái mặt kính lên đến 1mm. Có nghĩa là cao hơn rất là nhiều. Và các bạn lấy tay các bạn vuốt từ ngoài vào cho các cái tác vụ mà back lại, các bạn sẽ thấy rõ cái điều cấn này không thân thiện này. Mình không đánh giá cao nó. Cái khoảng chênh lệch này là quá lớn. Tay các bạn có thể thao tác một cách thoải mái. Các bạn đánh đổi cái việc là bảo vệ điện thoại bằng cái trải nghiệm là vuốt màn hình không có thân thiện. Cái điều thứ hai đó là các cái nút bấm của các cái ốp này khi gắn vào điện thoại các bạn sẽ phải bấm với một lực rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Đó, thì nó mới ăn. Cái độ phản hồi nút là tốt, nhưng mà muốn bấm được thì phải có một lực rất là mạnh. Một phần là do cái nút của iPhone trên iPhone 12 á, là giờ đây cái cạnh của nó là nó bằng. Đó, cho nên là cái nút nằm trên cái cạnh bằng thì vốn dĩ nó đã khó bấm hơn là cái nút nằm trên cái đỉnh của cái cạnh cong trên viền iPhone 12 rồi. Giờ đây lại còn thêm một cái ốp dày nữa thì nó phải double cái lực lên thì các bạn mới bấm được tương tác cái nút volume, cái nút âm lượng lên xuống cũng như cái nút nguồn. Mình không thích điều này lắm đâu. Gắn ốp vào thì nhờ cái viền nam châm này mà chúng ta vẫn có thể đặt lên cái sạc MagSafe với một lực hít giống như là không gắn ốp. Đó, nó vẫn nhận và vẫn sạc. Rất là hay. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về cái sạc MagSafe mới, cũng như là cái ốp lưng có tích hợp cái sạc MagSafe. Mình thì thực sự không thích cái ốp lưng nhựa trong này lắm. Lý do thì mình đã nói trong bài rồi. Hy vọng là các cái ốp lưng cao su kia thì nó sẽ hoàn thiện tốt hơn, cũng như là đẹp hơn. Chứ cái nhựa trong này mà lên đến 75 đô thì rất là vô lý. Ok, xin cảm ơn các bạn. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.